Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ thiên cơ, thần tài báo tin vui, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, vận may bùng nổ, lộc lá đầy nhà, tiền bạc ùn ùn đổ về như nước lũ, giàu có gian danh thiên hạ. Quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, cuộc sống này làm gì có con đường nào là thành công dễ dàng, chỉ có bước qua chông gai. Nhìn nhận rõ những việc cần làm thì mới đem lại cuộc sống tốt đẹp. Nhà mà bại phong do xa xỉ, người mà thất bại ắt bởi an nhàn, khiến người đời chê ghét hẳn do kiêu ngạo. Nhiều việc chỉ rõ ba kẻ thù lớn nhất của đời người, ai cũng cần biết để tránh ra và nâng tầm cuộc đời lên nấc thang mới. Tử Vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt cho một Tân Sửu nào đó. Kể cả những thắng lợi do sự may mắn thì cũng cần hiểu hai điều. Một là người ta đã phải kiên trì cho đến lúc thời thông thế thuận thì mới nắm được vận may. Vì vận may mà vào tay người không có trình độ thì cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Hay là may mắn cũng là một phần của thực lực, nó không đến một cách tự nhiên mà do tổng hòa các hành vi, cũng là kết quả của những sự lựa chọn của Tân Sửu trong quá khứ. Với một Tân Sửu, ác cô bác đã chịu thiệt thật nhiều, ác cô bác đã vất vả thật lắm, ác cô bác đã nhiệt tình vì người mà để lợi ích của bản thân xuống dưới. Lắm lúc ngậm đắng nuốt cay, nên cái may mắn cô bác hưởng sắp tới nó đến từ những thiện lành mà cô bác đã trao đi, cũng là một loại thực lực của bản thân. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 về vận trình Tử Vi chi tiết 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Để quý cô bác nắm được thiên cơ đổi mệnh phát tài, gặp hung quá cát, đón lành tránh dữ cho 3 tháng cuối năm 2024 vẹn toàn, giàu sang sung sướng, tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi như thác lũ, cuốn trôi những nghèo khổ, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu to. Vậy cụ thể vận trình Tử Vi chi tiết như thế nào? Cô bác tuổi Tân Sửu cần làm gì để tài vận hanh thông trong 3 tháng cuối năm này? Thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi chi tiết ngay dưới đây. Người tuổi Tân Sửu sinh 1961 là tuổi con trâu, thuộc lộ đồ chi ngưu, sở hữu bản tính mạnh mẽ, độc lập và kiên định. Họ nổi tiếng với ý chí thép, khả năng chịu đựng cao và tinh thần trách nhiệm lớn. Tân Sửu 1961 luôn tự tin vào bản thân, có khả năng tự lập cao và không ngại đương đầu với khó khăn. Họ luôn đặt ra một mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công. Với bản tính kiên định và quyết đoán, Tân Sửu luôn đi đến cùng mục tiêu đã đề ra. Họ không dễ dàng thay đổi quyết định và luôn nỗ lực để hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Tân Sửu sở hữu khả năng chịu đựng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tân Sửu luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân, họ luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao và luôn sống thật với chính mình và với người khác. Họ ghét sự dối trá và luôn đề cao sự trung thực. Tân Sửu luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Họ cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh gây tổn thương cho người khác. Nhờ bản tính mạnh mẽ, kiên định và ý chí thép, Tân Sửu thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biết cách truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người cùng nhau phát triển. Tân Sửu là những người cẩn trọng trong việc chi tiêu.
Họ biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Nhờ vậy, họ thường có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tân Sửu là những người chung thủy, hết lòng vì gia đình. Họ luôn dành thời gian cho vợ con và luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Vận trình 3 tháng cuối năm 2024 của Tân Sửu được dự báo là đầy khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để biến áp lực thành kim cương, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp, đồng thời mở ra hướng tài lộc phồn thịnh hơn. Vấn đề Tân Sửu cần tập trung giải quyết trong 3 tháng cuối năm 2024 là khả năng cân bằng cảm xúc và duy trì tinh thần ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu trong 3 tháng cuối năm 2024 cũng dự báo sẽ có sự thay đổi và định hướng mới trong công việc. Nơi làm việc và môi trường sống có thể thay đổi, tuy nhiên, tình cảm gia đình không được thuận lợi. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong nửa âm lịch cuối năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 cho thấy Tân Sửu cần quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt chú ý tới các vấn đề về xương khớp và huyết áp. Luận vận hạn của tuổi Tân Sửu trong 3 tháng cuối năm 2024 cho hay, cô bác cần cẩn thận khi lái xe và chú ý để đau ốm được điều trị và phục hồi nhanh chóng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 cho thấy, người tuổi Tân Sửu có thể có tin vui, tuy nhiên tình cảm giữa vợ chồng không được tốt, có thể xảy ra xung đột, gia đạo gặp những chuyện buồn phiền, Tân Sửu cần hạn chế các mối quan hệ bên ngoài và kiên nhẫn để tạo sự hòa hợp trong gia đình. Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Tân Sửu về mặt tình duyên sẽ trải qua những thăng trầm đầy đủ, cả sự may mắn và khó khăn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong 3 tháng cuối năm 2024. Đối với cô bác làm việc tự do, trong 3 tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ có những kế hoạch và hướng đi mới. Tuổi Tân Sửu cần tìm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư để đạt được thành công. Đối với người làm trong nhà nước, thì 3 tháng cuối năm nay nên tránh thay đổi công việc và không nên mưu cầu danh vọng. Đối với người kinh doanh, buôn bán, trong 3 tháng cuối năm 2024, sẽ có cơ hội mở rộng đường kinh doanh và có may mắn trong buôn bán. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng và không mở rộng quá nhanh để tránh gặp khó khăn. Người tuổi Tân Sửu nên tìm lĩnh vực kinh doanh phù hợp, nghiên cứu kỹ về các mặt hàng và khu vực kinh doanh. Đối với người bắt đầu công việc mới, Tân Sửu có thể gặp một số khó khăn và không đạt được thành công như kỳ vọng. Thời điểm 3 tháng cuối năm 2024 này, Tân Sửu nên tập trung đầu tư vào các dự án nhỏ, không nên đầu tư quá lớn để tránh gặp khó khăn, cũng như có thể hợp tác đầu tư với người khác. Trong 3 tháng cuối năm 2024, Tân Sửu sẽ tỏa sáng bằng tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo xuất sắc, thu hút sự chú ý từ đồng nghiệp và cấp trên. Thời gian này, Tân Sửu cần ưu tiên quan tâm tới mối quan hệ với người khác, tinh thần đồng đội sẽ hỗ trợ bản mệnh đạt được thành công trong sự nghiệp. Ngoài những thuận lợi, Tân Sửu vẫn có nhiều khó khăn chờ đợi, cơ hội thăng tiến không nhiều và sự cố chấp cũng như tư tưởng cũ kỹ có thể khiến Tân Sửu khó thích nghi với sự thay đổi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong 3 tháng cuối năm 2024. Theo các bậc thầy tử vi, trong 3 tháng cuối năm 2024, Tân Sửu sẽ phải đối diện với ảnh hưởng của phá thái tuế và sự hiện hữu của hung tinh, mang đến những thách thức về tài lộc và tiền bạc, có nguy cơ mất mát tài chính đột ngột. Đối với nữ mệnh tuổi Tân Sửu, bản mệnh vẫn có nhiều điểm sáng về tài chính nhờ có sự che chở của thái âm. Những người tuổi Tân Sửu làm công việc ổn định có khả năng kiếm thêm từ công việc bán thời gian hoặc bắt đầu những cơ hội mới. Thành công trong công việc có thể mang lại thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng tài chính. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm 2024 này, Tân Sửu nên ưu tiên phát triển cá nhân và cải thiện năng lực chuyên môn. Tử vi tuổi Tân Sửu trong 3 tháng cuối năm 2024 cho biết, bản mệnh cần đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức. Tân Sửu không cần quá lo lắng những thử thách,
khó khăn sẽ trở nên dễ chịu hơn khi được sao lành phúc đức chiếu mệnh. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho người tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc nhưng mãi không thấy xong. Vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm, có cảm giác bạn bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp. Thế nhưng, đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương thì lúc này bạn được công nhận về năng lực của mình. Cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như công việc nhiều tới mức quá tải thì cũng nên xem xét lại. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ. Nếu cần hãy nói điều bạn mong muốn và nên nói ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Tam hội nâng đỡ để con giáp tuổi Tân Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên, với lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ thì cứ từ tốn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc. Đi công tác mới mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì việc ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới. Con giáp tuổi Tân Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc bạn triển khai. Tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm cả tiền chi cho cưới hỏi, đám hiếu, ma chay. Những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Thời gian này, bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư tiết kiệm bên cạnh việc tích lũy hàng tháng. Bản mệnh còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư, bạn muốn hiểu rõ việc nên bỏ tiền vào đâu để sinh lời tốt và an toàn. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa. Những việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết này lúc nóng lúc lạnh khá thất thường, bạn nên mặc nhiều lớp để tùy tình huống mà thích nghi. Đừng để lạnh hay nóng quá, vì đó đều là nguyên nhân khiến bạn bị cảm. Nên ăn uống lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc thì cũng phải đề cao các phương án an toàn nhất, tránh xảy ra sự cố. Khẩu quyết: hãy đối xử hòa nhã với người khác để cho mình một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng người tuổi Tân Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng. Dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học. Như vậy, bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh thêm tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bạn. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, những lúc như vậy bạn chớ nên ôm đồm mọi chuyện ở trong lòng. Hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho mình. Tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng. Nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí là vượt quá kỳ vọng,
bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Đối với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp, được trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm, nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Người tuổi Tân Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 âm lịch này, bởi dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn trong quá trình làm việc. Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc là xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tâm sự với người thân để được gỡ rối, chớ ôm mọi chuyện trong lòng. Khẩu quyết: công việc thuận lợi, bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý nhân của bạn là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tân Sửu hay còn gọi là tháng Cửu Mật, người tuổi này được dự báo là phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn thì mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ. Hiệu suất công việc có tốt hay không thì còn tùy thuộc vào sự tập trung vào nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ. Tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt, tháng này tuổi Tân Sửu chịu tác động bất lợi của hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điểm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc là mang việc về nhà để giải quyết. Dù có gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì thì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận được những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn có được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy thận trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình. Trong tháng cuối năm với đủ chuyện để phải lo như thế này, tháng này dù tuổi Tân Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm. Cũng bởi vì bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả không có khoản thu nào đáng kể vào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các khoản kế hoạch sau Tết. Đối với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng chạp, đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Tân Sửu cũng đừng vội đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng. Dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều,
nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lực gạt ở thời điểm cuối năm. Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng Sửu, thổ khí cực dương khiến thể trạng và tinh thần của bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải, vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Khẩu quyết: bản mệnh phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong có đột phá. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu cà phê. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ám chỉ đây là sao rất kỵ tuổi Tân Sửu nam mạng. Năm có sao này chiếu sức khỏe giảm sút mạnh, có thể mắc bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài, tốn kém. Công việc làm ăn gặp khó khăn, có thể bị mất mùa hoặc thua lỗ. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh hai tháng ấy nếu có dự tính việc quan trọng. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Hạn này chủ yếu gây thương tật ở tứ chi, các chứng bệnh về xương khớp, phong thấp. Ngoài ra, đi đứng cẩn thận kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Sửu 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Tân Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió dữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay dạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hòa khí trong nhà, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, bớt chuyện phiền muộn phải suy nghĩ. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ám
chỉ kế đô là sao nặng, rất kỵ với tuổi Tân Sửu nữ mạng. Trong năm có sao này chiếu, quý bạn dễ gặp tai nạn bất ngờ, sức khỏe giảm sút, đau yếu liên miên, hao tài tốn của, tàn khó, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, hạn này chủ yếu gây điều tiếng thị phi và vấn đề ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, khi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió hoặc bị lừa gạt tiền bạc, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Sửu 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Tân Sửu nữ mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Trong năm có thể gặp tai bay vạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái mà đánh mất hòa khí trong nhà, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, được con cháu kính trọng, bớt chuyện phiền muộn phải suy nghĩ. Hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nóng giận là nguồn cơn của sân hận. Độ thứ ba theo triết lý Phật giáo là nhẫn nhịn, có thể hóa giải, học một điều thôi, có thể sinh trăm phúc, nên vạn lành, nhu hòa, kiềm chế bạo tính. Tu được chữ nhẫn, việc nhẫn được mà nhẫn là bình thường, việc không nhẫn được mà nhẫn ấy mới là tù. Hãy học Phật Di Lặc, bụng to miệng cười tươi tắn, tấm lòng quảng đại rộng rãi, không bao giờ cao có, đó chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn. Học theo Phật Di Lặc, công phu này không có nghĩa là lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười, giả dối, không thật lòng, bụng đầy oán giận mà thể hiện ra bên ngoài lại khác, đó không phải là nhẫn. Bất luận trong trường hợp nào, đều chân tâm, không đeo mặt nạ, không cần cố gắng mà vẫn nhẫn được, ấy là diện mạo đích thực của tín đồ đạo Phật. Phật không nói dối, người hướng Phật không nói dối. Thẳng thắn với tâm tư của mình, tu nhẫn không phải là luyện vẻ mặt giả tạo, mà là kiềm chế tính nóng của bản thân, luôn giữ được thiện tâm và những hành động chuẩn mực. Nhẫn này xuất phát từ nội tâm, từ sự phóng khoáng hiểu biết và chừng mực của mình. Dân, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe hết video của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đừng quên ủng hộ cho kênh Minh Đường Tử Vi bằng cách like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới và hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.